Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Hân Tâm. Và điều đầu tiên, cho phép Nha Khoa Hân Tâm được gửi đến tất cả mọi người, chúc cho tất cả các quý khách hàng của Nha Khoa Hân Tâm nhiều sức khỏe hơn. Và khi mà nói đến vấn đề sức khỏe thì vấn đề sức khỏe về răng miệng cũng là một vấn đề được Nha Khoa Hân Tâm ưu tiên hàng đầu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Thuận, là vị khách hàng mà ngày hôm nay Nha Khoa Hân Tâm vừa thay răng sứ cũ lấy răng tàn sứ mới, tiết kiệm đến 99,9% nhé. Dạ, em xin chào chị Thuận ạ. À, chị Thuận ơi, mình có thể giới thiệu đôi nét về bản thân chị cho tất cả các vị khách hàng ở đây được không ạ? Chào tất cả mọi người, mình là Thuận, đến từ Quảng Ninh. Năm nay mình 38 tuổi. Dạ, chị Thuận ơi, thì mình ở Quảng Ninh rồi là mình sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh hay sao ạ? Ừ, đúng rồi, mình hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chị Thuận ơi, mình có thể cho các vị khách hàng biết thêm là cái công việc hiện tại của chị ở thành phố Hồ Chí Minh này là gì không ạ? Thì công việc của mình hiện tại là mình làm make up. Và hàng ngày thì mình cũng giao tiếp rất là với rất là nhiều người. Dạ, và theo em biết thì cái công việc make up này thì mình tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng. Và khi mà mình cười như vậy thì điều đầu tiên là mình cảm thấy là mất tự tin khi mà mình mang cái răng sứ kim loại. Ngày hôm nay thì động lực nào để giúp cho chị là muốn là thay đổi cái răng sứ kim loại thành răng tàn sứ? Thì mình có một người bạn cũng đã từng làm răng toàn sứ ở tại Nha Khoa Hân Tâm rồi. Và người bạn đó chia sẻ cho mình, thì mình cũng khi mình đến đây thì mình cũng thật bất ngờ là mình cũng được các bác sĩ ở Nha Khoa Hân Tâm thay cho mình răng hoàn toàn bằng răng toàn sứ, nên bây giờ mình đã có một nụ cười rất là tự tin. Vậy là mình đã biết đến Nha Khoa Hân Tâm thông qua một người bạn. Thì khi mà mình đến Nha Khoa Hân Tâm thì chị được bác sĩ tư vấn về chương trình của Nha Khoa đúng không ạ? Thì chị có thể bật mí cho mọi người thêm là cái chương trình này thì sẽ áp dụng cho những khách hàng nào? Chương trình này thì áp dụng cho những khách hàng mà đang mang răng sứ kim loại và sẽ được thay hoàn toàn sứ. Chương trình này là chương trình có thật nha, và mình đã được trải nghiệm. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi được thay răng toàn hoàn toàn bằng sứ. Không những chúng ta sẽ được thay răng sứ kim loại như chị Thuận nói, mà chúng ta sẽ còn được thay những răng toàn sứ mà chúng ta đã từng làm nhưng mà không đạt độ thẩm mỹ, thì Nha Khoa Hân Tâm đều có thể là thay đổi cho mọi người với mức chi phí tiết kiệm 99,9% luôn. Trong cái quá trình mình làm thay sứ như vậy thì mất thời gian bao lâu vậy chị? Chỉ mất khoảng 2-3 ngày thôi thì mình sẽ được lắp răng hoàn toàn bằng sứ. Hôm nay là mình đã gắn răng sứ rồi, thì cảm nhận đầu tiên của chị Thuận khi mà mình gắn răng toàn sứ này vô thì mình thấy nó khác nhau gì so với răng sứ kim loại trước đây ạ? Ra thì khi mình thay hoàn toàn răng bằng sứ rồi, mình cảm thấy rất là tự tin khi mình giao tiếp với mọi người. Rồi qua chương trình này thì mình muốn lan tỏa cái chương trình đầy ý nghĩa này tới tất cả các bạn khi đến thay răng toàn sứ tại Nha Khoa Hân Tâm. Một lần nữa thì mình cũng xin gửi tới lời cảm ơn tới tất cả các bác sĩ trong Nha Khoa Hân Tâm đã cho mình một nụ cười thật là tự tin. Nói cách khác là lấy lại tự tin một lần nữa cho chị đúng không ạ? Dạ, vậy thì khi mà mình mang cảm nhận riêng của chị, khi mà mình mang cái răng sứ tàn sứ này, chị có thấy nó nhẹ và nó kiểu như là nó thanh mảnh hơn răng sứ kim loại không? Có chứ, thì nó mảnh hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Dạ, và khi mà chúng ta sử dụng răng sứ toàn sứ như chị Thuận đang sử dụng thì dù là cái thời gian bao lâu đi chăng nữa thì cái phần nú răng của chúng ta vẫn tươi hồng và nó sẽ không bị ánh đen giống như răng sứ kim loại mọi người ạ. Đó là lý do mà tại sao chị Thuận vừa mới làm răng sứ kim loại một năm thôi mà chị đã mong muốn được thay đổi răng sứ kim loại thành răng toàn sứ đúng không chị? Dạ, vậy thì ngày hôm nay mình đã biết cách để phân biệt sứ kim loại và răng toàn sứ như thế nào chưa chị Thuận? Có, mình bây giờ mình đã có kiến thức về phân biệt về răng toàn sứ và răng sứ kim loại. Mình đã biết được thêm kiến thức về răng sứ toàn sứ là như thế nào. Nó rất là khác biệt so với răng sứ kim loại đúng không ạ? Thì nhân qua đây chị có đôi lời nào muốn gửi đến tất cả các vị khách hàng khác mà cũng đang sử dụng răng sứ kim loại giống như chị không ạ? Mình là khách hàng đã được trải nghiệm thực tế tại Nha Khoa Hân Tâm, thì mình có muốn chia sẻ với tất cả những bạn mà đang mang răng sứ kim loại thì hãy nhanh tay đăng ký tới
hãy nhanh tay đăng ký tới để được hưởng dịch vụ ưu đãi tới 99,9% tại nha khoa Ân Tâm. Mình cảm thấy rất là đẹp và rất là thích, cảm thấy cười rất là tự tin hơn rất là nhiều. Dạ, em cũng xin cảm ơn chị và tất cả, và em cũng chắc chắn rằng bác sĩ cũng như là đội ngũ của nha khoa Ân Tâm cũng cảm thấy có thêm động lực hơn nữa khi mà lại mang một cái nụ cười mới đến cho một vị khách hàng, đó là chị Thuận. Vâng, và thì ngày hôm nay cũng là cũng xin được chúc cho chị Thuận với nụ cười mới này thì chúng ta sẽ cười thật nhiều hơn trong cuộc sống và nhiều điều may mắn hơn sẽ đến với chị Thuận, nhất là trong công việc make up của mình nè. Dạ, và một lần nữa thì cũng xin thông báo một tin vui cho tất cả mọi người, đó là chương trình của nha khoa Ân Tâm vẫn đang áp dụng và ai đang có sử dụng răng sứ kim loại hoặc đã làm răng tàn sứ nhưng chưa đạt độ thẩm mỹ thì thông qua chị Thuận cũng như là tất cả các vị khách hàng trước đây thì chúng ta có thể có thêm động lực hơn nữa để chúng ta đăng ký chương trình thay đổi nụ cười cũ lấy nụ cười mới, tiết kiệm đến 99,9%. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của nha khoa Ân Tâm nhé.